Dạ, Trang Hải mến chào bà con, mình đã quay trở lại trên kênh YouTube Nhà đẹp Trang Hải, và hôm nay Trang Hải tiếp tục gửi đến cho anh chị bà con mình xem tham khảo những mẫu nhà mới, nhà đẹp, nhà giá rẻ nữa nha. Trước mặt bà con đây là cái khu dân cư hình thành đã cách nay 1-2 năm rồi, anh chị bà con mình đã dọn ở hết rồi, tại cái vị trí nó rất đẹp cho nên Trang Hải tiếp tục cho xây thêm dựng 10 căn nhà nữa với mức giá cực kỳ là rẻ luôn nha anh chị bà con. Đường của mình nè rất rộng rãi thoải mái luôn, trời ta nói cực kỳ ô tô 4 chỗ 7 chỗ đầu tới nơi luôn. Và hôm nay Trần Hải quay cho bà con mình xem cái dãy mới Trần Hải mới vừa được xây dựng nha. Cái dãy này thì gồm có 10 căn. Đây, và đặc biệt cái căn đẹp nhất là căn gốc, để bà con mình có thể được có dư, mình mua căn nhà này mình dư được có khoảng sân bên hông để mình có thể mình làm cái nhà kho nhỏ nhỏ cũng rất là tuyệt vời luôn. Ở trên thì chủ đây đã làm sẵn mái hiên mái che rất là tuyệt vời, mát mẻ luôn. Rồi, căn nhà này thì có diện tích ngang 4m, dài 6m, nhưng thiết kế rất là thông minh và tinh tí luôn, sẽ cho mình 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh, cực kỳ tuyệt vời luôn. Với giá bán tổng toàn bộ chỉ có 600 triệu thôi. Đó, và sau đây Trang Hải mời bà con cùng Trang Hải vào khám phá chi tiết căn nhà luôn nha. Rồi, vào nhà mình á, thì chủ nhà cũng đã là sẵn á, cái bậc thềm như thế này bự luôn nha, to đùng luôn, để cho gia đình mình có xe máy mình đẩy được rất thuận tiện. Và cửa cái mẫu này thì chủ nhà xài bằng cái cửa kéo theo kiểu mà nhất nhanh chị bà con mình kéo ra kéo vô, còn nếu gia đình mình về muốn về mua về á, chắc ăn mình có thể mình làm thêm bộ lớp cửa cũng rất là tuyệt vời. Và mẫu căn nhà thì cũng đã đồng hồ điện riêng ở trên đó, bà thấy con thấy có đồng hồ không, để cho cái hộp rất cực kỳ kín đáo luôn, và đồng hồ nước riêng biệt từng căn cho dễ dàng gia đình mình sử dụng luôn nha. Và địa chỉ chính xác của nhà mình thì nó thuộc ấp 4 xã Mỹ Yên nha anh chị bà con. Từ cái căn nhà này bà con mình di chuyển ra quốc lộ 1A khoảng chừng 800 mét thôi đó, và cách đi theo tuyến đường đó mình về chợ Bình Chánh đó đâu đó tầm khoảng 3 cây số thôi, rất là tuyệt vời luôn. Thì căn này á, thì nếu anh chị bà con mà căn này Trang Hải để làm mẫu, nhưng mà gia đình mình xuống đây mà chọn ưng ý căn này, Trang Hải sẽ tặng hết đồ thất. Đây, một bộ ghế sofa đầu tiên có bàn luôn để cho gia đình mình luôn, có những bức tranh tài lộc nè, sinh khí ra gia đình mình mua căn nhà mình về mình có cảm giác là thấy là ngừng. Và đây là một cái kệ tivi đây, sẵn sàng cho gia đình mình về bắt tivi đây, và cái căn này dán những bức tranh luôn rất là đẹp luôn. Rồi, tiến sâu hơn là mình còn có một cái không gian bếp, mà trước khi không gian bếp thì ra Trang Hải chỉ cho dây điện này nha. Dây điện này chú ý là bên chủ đầu tư chừa đây ra gia đình mình về mình lắp cái chỗ bàn thờ ông địa ông thần tài, chỗ này là tuyệt vời. Không gian bếp thì nhỏ nhỏ xinh xinh thôi bà con ơi, nhưng đặc biệt đó, nhà đã rẻ nhưng mà chủ nhà sử dụng bằng tủ gỗ 100% đây mà bà con. Đó, tủ gỗ 100% luôn, chống với một cực kỳ tuyệt vời luôn. Mặt bếp thì con góp đá sạch sẽ đầy đủ luôn, kế bên mình cũng có bồn rửa chén rửa bát đầy đủ, inox mới 100% inox 304 luôn. Và một bộ bàn ăn đây, nó có tới 4 ghế, chắc cái ghế để trên kia rồi đó, gia đình mình có 4 người trong một gia đình, đây là cũng quá ok luôn. Và nhà vệ sinh mình có một cái nhà vệ sinh dưới tầng trệt để phía cuối nhà đây, đó gạch ốp nè, đó rất sạch sẽ, ốp bút tới trần luôn, tất cả hệ thống điện đều đầy đủ, bồ cầu lavabo rửa mặt đầy đủ luôn. Và ở nhà vệ sinh thì xài nhôm xin pha phun mờ. Rồi, sau đây Trang Hải mời bà con cùng Trang Hải lên khám phá chi tiết tầng lầu mình có những gì. Thì bước lên tầng lầu mình, khúc dưới này chủ nhà đây, chủ đầu tư á, bên Trang Hải là ốp đá hoa cương, cầu thang thì là tay vịn bằng gỗ nha. Cái mẫu này nói chung cũng rất hot trong năm 2024 luôn nha anh chị bà con. Nè bà con thấy rất là dễ đi lầy rầy nhẹ đây, và đặc biệt mình là căn gốc cho nên mình có cái cửa sổ đây, mình mở mình lấy gió lấy sáng, trên không khí lưu thông trên cái căn lầu mình là quá ok luôn. Rồi, vừa lên đây là mình có một cái nhà vệ sinh đây, sử dụng chung cho 2 căn phòng đó, cũng đầy đủ ha, nó nhỏ nhỏ gọn gọn thôi nha anh chị bà con. Và đây là căn phòng ngủ thứ nhất trên lầu của mình đây, đó gạch lót cũng rất sạch sẽ. Căn phòng này mình cũng có thêm cái một lớp cửa sổ đây để mình mở mình dễ gió lấy sáng lưu thông, một khu dân cư kìa, cực kỳ là tuyệt vời luôn. Và cửa nhà phòng ngủ của mình á, thì chủ nhà vẫn xài cửa gỗ 100% luôn. Và tiếp theo là căn phòng ngủ thứ hai của gia đình mình đây, đó trang bị cũng là cái bộ giường nệm nè, đó 2 gối, một cái kệ trang điểm dành cho những cặp vợ chồng mà mình muốn trang điểm. Tiếp theo nữa là mình có thêm một cái tủ bằng gỗ nha, đây cũng có nhiều ngăn nhiều hộc, rất nhiều ngăn cho gia đình mình cặp vợ chồng mà riêng tư đó mình để quần áo, đây là quá ok tuyệt vời luôn. Và cuối cùng á, thì với mẫu nhà thiết kế 1 lầu 2 phòng ngủ 2 nhà vệ sinh như thế này mà giá tổng toàn bộ chỉ đúng có 600 triệu thôi nha anh chị bà con. Thì cái dãy này mới xây dựng gồm có 10 căn, có vị trí thuộc ấp 4 xã Mỹ Yên, đường ô tô tới nơi luôn. Đó bà con nhìn cái bảng nè, ấp 4 xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, nó sát bên cách bên chợ Bình Chánh mình chỉ có 3 cây số thôi. Với giá bán tổng toàn bộ chỉ đúng 600 triệu, không phát sinh bất cứ chi phí nào hết. Anh chị bà con mình thấy căn nhà này đẹp, phù hợp túi tiền, phù hợp gia đình mình ở, muốn xin nhà thì cứ thể liên hệ lứa Trang Hải qua số điện thoại trên màn hình. Trang Hải xin chào và hẹn gặp lại bà con.